Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đối với cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên đã giảm đáng kể. Để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, tất cả bệnh nhân và người nhà đến khám và điều trị tại đây đều thực hiện đầy đủ các quy trình về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đi ra ngoài này lĩnh thuốc thì vào cổng bệnh viện Lạc Việt thì các bác đo thân nhiệt và qua phòng diệt khuẩn, và tôi ra đây là khai báo về gồm về y tế. Tôi hôm nay đến đây khám là tim mạch. Thì trước khi tôi đến cổng viện thì thấy công tác quan tâm của các bác sĩ ngoài, trước hết là đến cổng là đã là đo nhiệt độ, kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt, xong rồi là vào phòng khử khuẩn, xong đó là các y tá bác sĩ hướng dẫn tôi đến từng phòng và hướng dẫn tôi vào các phòng để kiểm tra sức khỏe. Và trong khi tôi vào đến bệnh viện thì cũng cái khẩu trang là bắt buộc rồi, đó là ý thức của cá nhân. Và đến bệnh cổng cửa viện thì nước xịt rửa tay diệt khuẩn. Tôi đã tuân thủ theo tất cả cái hướng dẫn của bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt hiện có trên 300 giường bệnh với 450 cán bộ, y bác sĩ. Để thực hiện tốt việc khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh viện đẩy mạnh tuyên truyền để các cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu và chấp hành đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, bệnh viện còn trang bị 5 máy khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, bố trí phòng khám bệnh lý hô hấp. Tất cả bệnh nhân đến khám điều trị đều được giám sát chặt chẽ theo đúng quy trình. Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chúng tôi đã thực hiện triệt để các chỉ đạo của các cấp và thực tiễn thì như chúng ta đã thấy ngay tại cổng bệnh viện chúng tôi đã thực hiện, thứ nhất là phòng khử khuẩn, buồng khử khuẩn trực tiếp. Cái thứ hai nữa tiến hành khai báo y tế với tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh và thăm bệnh. Cái thứ ba là chúng tôi thực hiện cái phòng khám sàng lọc bệnh hô hấp ngay tại đây, đây là cái khu container đây, đấy là trong bệnh viện. Còn tất cả các khoa phòng chúng tôi đang yêu cầu các phòng khám chuyên khoa phải khai thác cái tiền sử dịch tễ của người bệnh đến khám bệnh. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cả nước nói chung, các bệnh viện ở Vĩnh Phúc nói riêng không chỉ hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà còn góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của mọi người để nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.